Truyện ngắn của tác giả Tứ Phủ, ông Hoàng Người. Phần 6. Thúc động chúc động. Lịch sử ghi công. Quân binh liên tục thua trận, một mặt chúng rút về cố thủ thành Nghệ An và thành Tây Đô. Tây Đô khi này là kinh thành của nhà Hồ. Nghĩa quân Lam Sơn đưa quân vây thành Nghệ An, nhưng quân giặc cố thủ không xuất trận. Thế trận kéo dài nhiều ngày, nhưng quân Lam Sơn không thể công phá được thành. Đứng trước tình hình đó, Lê Lợi họp tướng, ông nói rằng: quân địch nhiều lương, đắp lũy cố thủ làm kế lâu dài. Để chờ viện binh, quân ta lương không thể kéo dài quá 10 ngày, chúng ta không thể giằng co với chúng mãi được, phải có kế sách phá thành nhanh chóng. Ai có kế sách nào để phá địch không? Các tướng lĩnh không ai lên tiếng, đánh trận nhiều ngày không thắng, ai cũng đang rất mệt mỏi, vừa mệt mỏi về thể xác, vừa mệt mỏi lẫn tinh thần. Lê Lợi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi thở dài. Vừa lúc này, tướng quân quản lý quân lương Lê Khôi bước vào tấu. Thưa chủ công, tình hình của chúng ta hiện tại không thể công thành được nữa, vì hiện tại tên của chúng ta đã không còn, sau nhiều ngày vây thành. Ngoài ra, lương thực của chúng ta chỉ còn có thể dùng được trong 10 ngày, mong chủ công định đoạt. Ở phía dưới, tướng Lê Ngân bước lên tấu rằng: thưa chủ công, với tình hình này, chúng ta nên tạm hòa hoãn để chuẩn bị quân lương và vũ khí. Hiện tại bên phía nhà Minh, Minh Nhân Tông Hồng Hy bệnh nặng qua đời, nên việc truyền ngôi lập đế và ổn định cai trị của Hoàng đế mới cần nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta cũng nhân cơ hội này để cho quân nghỉ ngơi và xây dựng lực lượng. Lê Lợi nghe vậy, cũng cho là phải. Dù sao đánh mãi không thắng cũng làm suy giảm ý chí quân lính. Sau một chút do dự suy nghĩ, Lê Lợi truyền lệnh tạm hòa với quân Minh, thì Nguyễn Xí cản lại mà tấu rằng: thưa chủ công, chúng ta không được hòa. Như Lê Ngân nói, phía giặc đang phải lo truyền ngôi cho thái tử Chu Chiêm Cơ. Theo thần dự đoán, hàng vương Chu Cao Hủ có thể sẽ làm loạn binh biến để tranh ngôi. Chúng không có nhiều thời gian để lo tới đại việc ta. Đây là cơ hội có 102 của chúng ta, nên thần xin chủ công không được hòa, phải đánh tiếp. Thần đã có kế sách, xin được hiện với chủ công cùng các vị quan tướng ở đây. Sau khi nghe kế sách của Nguyễn Xí, tất cả đều tán đồng và cùng thực hiện theo. Việc đầu tiên trong kế hoạch của Xí là cần phải có thêm vũ khí, chính là có thêm ít nhất 10 vạn mũi tên. Vì thời gian quá ngắn, quân đội Lam Sơn không thể chuẩn bị được số lượng như vậy. Theo tính toán của Lê Khôi, để chuẩn bị được số lượng này ít nhất phải mất khoảng chừng 20 ngày. Như vậy, nhiệm vụ này là bất khả thi. Tuy nhiên, Nguyễn Xí đã hiểu được điều này, chàng đã hứa với Lê Lợi là trong vòng 3 ngày, chàng sẽ chuẩn bị được số lượng này. Lê Lợi và các quan tướng không rõ Nguyễn Xí làm cách nào mà có được số lượng tên này, nhưng Xí đã xin rằng đây là bí mật không thể tiết lộ, 3 ngày sau sẽ rõ. Nói về Ngọc Lan, trong thời gian quân khởi nghĩa đánh trận, Nguyễn Xí đã giao cho Ngọc Lan huấn luyện các đội quân thú quân. Ngọc Lan ở quê nhà ngày đêm tuyển chọn và huấn luyện 4 đội quân. Đội quân thứ nhất gọi là Khuyển quân, do Thiết Đột làm đội trưởng, nên còn gọi là Thiết Đột quân.
Đội quân này đã có hơn 1.000 con sói thiện chiến. Đội quân thứ hai gọi là Ngưu quân, do Đại Ngưu làm đội trưởng. Ngưu quân hiện đã có hơn 500 con trâu sừng dài và anh dũng. Đội quân thứ ba gọi là Tượng quân, do Đại Tượng làm đội trưởng. Hiện lực lượng đã hơn 200 con voi chiến to khỏe và dũng mãnh. Đội quân thứ tư được Ngọc Lan huấn luyện chuyên cho việc liên lạc. Đội quân này gọi là Bột Cáp, có hơn 100 con bồ câu. Các đội quân liên tục được Ngọc Lan gia tăng và huấn luyện để chờ lệnh của Nguyễn Xí. Đứng trước tình hình hiện tại, Nguyễn Xí định liệu cần phải dùng tới lực lượng này rồi. Chàng dùng Bột Cáp gửi thư về nhà cho Ngọc Lan. Trong thư chàng nói với Ngọc Lan rằng quân hiện đang gặp khó trong việc phá thành Nghệ An. Chàng cần dùng tới Khuyển quân hỗ trợ. Ngọc Lan được tin Xí, nàng liền nhanh chóng giao cho Thiết Đột dẫn đầu, đem đội quân sói đến doanh trại Nghĩa quân. Hơn 1.000 con sói kéo đến doanh trại của Nguyễn Xí. Chúng to khỏe, hàng ngũ chỉnh tề, làm cho các tướng sĩ Nghĩa quân trông thấy, mà cũng kiêng nể. Họ kiêng nể hơn nữa, đó là tài huấn luyện thú của vợ chồng Nguyễn Xí Ngọc Lan. Sau khi Thiết Đột đem quân tới gặp Nguyễn Xí, chàng hạ lệnh chuẩn bị khiên trắng bằng rơm, đeo lục lạc của ngựa cho Khuyển quân. Tối đến, Nguyễn Xí lệnh cho 500 binh sĩ, chia thành 5 đội, mỗi người cầm một chiếc khiên rơm, cờ trống cùng đội Khuyển quân đến trước thành của giặc, làm giống như một cuộc tấn công thành thực sự. Khuyển quân có nhiệm vụ đeo lục lạc ngựa, hàng ngũ chạy qua chạy lại trước thành, nghe như có hàng ngàn binh mã đang kéo đến vây đánh. Đội quân cầm khiên rơm thứ nhất dàn quân chắn tên địch, thì đội thứ hai, thứ ba hàng lớp đã sẵn sàng nối tiếp khi khiên rơm của đội thứ nhất đã đầy tên. Trong khi đó đội thứ tư giương cờ, đội thứ năm giống trống. Đội thứ nhất sau khi đầy tên thì quay ra hàng cuối cùng để trở thành đội thứ năm, vừa gỡ tên, vừa giống trống. Luân phiên nhau, đội chắn tên, đội giương cờ, đội giống trống. Đội Thiết Đột mang lục lạc ngựa vây thành hò reo cả một đêm. Phía giặc, tướng Nhậm Năng không cho quân ra khỏi thành nghênh chiến, mà cố thủ trong thành như bấy lâu nay đã làm. Bọn giặc chỉ dùng cung tên liên tục bắn ra hướng của quân Nguyễn Xí. Nghe tiếng ngựa chạy, mà thực ra là đội Khuyển quân. Tiếng trống, tiếng hò reo là bọn chúng cứ thế mà liên tục bắn tên. Cuộc chiến kéo dài đến gần sáng, nhắm chừng đã đủ số tên, Nguyễn Xí ra lệnh thu quân về trại. Biết được kế sách này của Xí, Lê Lợi và các tướng sĩ không khỏi vui mừng và kính nể tài trí của Nguyễn Xí. Mưu trí khiên cỏ thu tên này của Xí được ví với mưu kế của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, đã dùng kế thuyền rơm mượn tên trước trận Xích Bích vang danh một thời. Sau khi đã thu được hàng vạn mũi tên của địch, theo kế sách của Nguyễn Xí, Nghĩa quân Lam Sơn giả vờ không đánh nữa, mà nhổ trại rút đi. Nhậm Năng được tin báo tối hôm trước chỉ có khoảng 500 quân của Nghĩa quân đến tấn công thành mà thôi. Nhậm Năng đoán rằng quân của Lê Lợi đã hết lương, nên rút đi. Hắn cho rằng đây chỉ là kế kéo dài thời gian để Nghĩa quân rút đi mà không bị truy đuổi. Nên hắn đã nhanh chóng điểm binh, đuổi theo truy sát 500 hậu quân của Lê Lợi. Mặt khác, chiếm đóng lại các vùng đất trước đây quân Lê đã chiếm. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, đây chính là kế sách dụ rắn ra khỏi hang của Nguyễn Xí. Trong khi hắn đưa quân ra khỏi thành, đuổi theo hậu quân của Lê Lợi, thì Nghĩa quân đã băng đường nhỏ tiến vào thành Nghệ An. Với số lượng binh lính ít ỏi còn lại giữ thành, thì làm sao có thể chống lại đội quân khí thế của Lam Sơn cho được. Quân Lam Sơn chiếm được thành Nghệ An lấy đó làm căn cứ. Trần Nguyên Hãn theo lệnh, cùng Doãn Đỗ và Lê Đa Bồ, đem bộ binh đánh xuống Tân Bình. Lê Ngân cùng Lê Văn An chỉ huy thủy quân hỗ trợ cho Trần Nguyên Hãn. Không mấy chốc, quân Lam Sơn đã chiếm được Tân Bình. Nhậm Năng được tin đã trúng kế mất thành, liền xua quân quay lại để đánh. Nhưng hắn đã rơi vào phục trận do Nguyễn Xí bày sẵn,
Khuyển quân cùng nghĩa quân do Xí chỉ huy đã đánh cho quân của Nhậm Năng một trận kinh hồn. Quân của Nhậm Năng tan rã, kéo nhau chạy về thành Tây Đô. Nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã làm chủ hoàn toàn Nghệ An. Thừa thắng xông lên, nghĩa quân Lam Sơn đánh xuống Diễn Châu, rồi đánh ra tới Tây Đô, chiếm thành Tây Đô, giải phóng hoàn toàn Thuận Hóa, tức Thanh Hóa ngày nay. Quân Minh thua trận phải rút về Đông Quan cố thủ. Dân chúng vui mừng hò reo ủng hộ. Từ đó, quân Lê Lợi lại có thêm nhiều lương thực, binh lính. Trai tráng các vùng lân cận theo nhau xin gia nhập nghĩa quân. Họ đã có niềm tin về một tương lai tươi sáng, điều mà họ chưa từng dám nghĩ tới trước đó. Sau khi chiếm được Nghệ An, Thuận Hóa, Lê Lợi bắt đầu công cuộc bắt tiến ấp ủ bấy lâu nay. Theo sách lược của Nguyễn Xí, nghĩa quân Lam Sơn chia thành bốn đạo tiến ra hướng Bắc. Đạo quân thứ nhất do Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện chỉ huy tiến quân về hướng Tây Bắc. Nhiệm vụ của đạo quân này là ngăn chặn chi viện của quân Minh từ Vân Nam tiến sang. Đạo quân thứ hai do Lưu Nhân Chú, Bùi Bị chỉ huy tiến về hướng Đông Bắc. Nhiệm vụ của đạo quân này là giải phóng vùng hạ lưu sông Hồng, chặn đường rút quân của giặc về Đông Quan và chặn viện quân từ Quảng Tây tiến sang. Đạo quân thứ ba do Nguyễn Xí, Đinh Lễ chỉ huy tiến thẳng về Đông Quan. Đông Quan là tên gọi của Thăng Long dưới thời nhà Minh. Đạo quân cuối cùng do Lê Lợi chỉ huy, làm hậu quân để sẵn sàng chi viện ba đạo quân chủ lực. Đúng như dự liệu của Nguyễn Xí, viện quân của quân Minh kéo sang Đại Việt từ hướng Vân Nam. Theo kế sách đã định, cánh quân của Phạm Văn Xảo, Lê Triện, Đỗ Bí, Trịnh Khả đã lập mai phục và chiến thắng giòn giã, đánh đuổi quân Minh rút về lại Vân Nam. Phạm Văn Xảo đưa quân chiếm thành Xương Giang, lấy làm căn cứ phòng ngự, ngăn chặn viện binh Vân Nam. Sau đó, Lê Triện và Đỗ Bí chia quân tiến xuống Đông Quan, hợp cùng quân của Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Nói về tình hình quân Minh lúc đó, tướng chỉ huy giữ thành Đông Quan lúc này là Trần Trí, cùng các tướng thua trận từ Nghệ An, Thuận Hóa rút về gồm có Mã Kỳ, Nhậm Năng, Lý An, Phương Chính, tất cả đều rút về cố thủ Đông Quan. Phía bên nước Minh, vua Minh, khi này là Minh Tuyên Tông, tức Chu Chiêm Cơ đăng ngôi, sai tướng Vương Thông và Mã Anh đem theo 5 vạn viện quân kéo sang Đông Quan. Cộng với quân Đông Quan lúc này nữa, thì quân Minh đã có hơn 10 vạn tại Đông Quan. Nhìn thấy tình hình đó, Nguyễn Xí đã sai quân Bồ Câu Bột Cáp gửi thư cho Lê Triện, đang từ Tây Bắc tiến về Đông Quan. Trong thư chàng viết rằng: Thư gửi Lê Triện tướng quân, hiện tại Vương Thông đã đem theo viện quân vượt biển đến Đông Quang. Quân Minh tại Đông Quang đã có hơn 10 vạn. Vì vậy, khi tướng quân tiến về Đông Quang, tuyệt đối không được tấn công, chỉ vây hãm, đợi cảnh quân từ Đông Bắc và hậu quân của chủ công tiến đến, lúc đó mới đồng một lúc công thành. Lê Triện đọc xong thư Xí thì cười lớn, ông nói: Tên tiểu tử Nguyễn Xí này thực quá cầu toàn. Ta vừa mới đánh tan tành quân giặc từ Vân Nam sang, thì thêm tên Vương Thông này có xá gì? Bọn giặc đang hoang mang lo sợ. Thời cơ này
mà không đánh thì đợi đến khi nào nữa? Ta sẽ lập thêm một chiến công nữa để dâng lên chủ công. Quân của Lê Triện, Đỗ Bí tiến xuống Đông Quan, gặp quân của Phương Chính, Mã Kỳ đang ở Từ Liêm. Lê Triện liền lệnh cho quân tấn công Mã Kỳ, Phương Chính. Mã Kỳ, Phương Chính thua trận rút về Cổ Sở. Lê Triện lệnh cho quân đánh tới Cổ Sở. Ông đâu ngờ đó chính là mưu kế của Vương Thông. Hắn lệnh cho Mã Kỳ, Phương Chính giả vờ thua, để dụ quân Lê Triện rơi vào mai phục Cổ Sở. Quân Lê Triện thua trận nặng nề, phải rút về Cao Bộ. Sau đó, sai người mang thư cầu viện Nguyễn Xí. Nhận được tin thất trận của Lê Triện, Nguyễn Xí nổi giận đùng đùng, tức cho cái tính nết tham công, tự cao của Lê Triện, giận cho một viên tướng chỉ có dũng mà không có trí. Tuy vậy, nhìn thấy quân của mình rơi vào nguy hiểm, chàng không thể nào làm ngơ được. Nhưng lúc này, chàng chưa nghĩ ra một kế sách nào để cứu viện quân của Lê Triện cả. Nếu đem quân giải cứu Lê Triện, thì vỡ toàn kế hoạch dự liệu ban đầu. Ngoài ra còn có thể rơi vào bẫy của địch nữa. Mà nếu không cứu, thì quân của Lê Triện sẽ bị đánh tan, quân địch sẽ thừa cơ đánh lên Xương Giang, nơi Phạm Văn Xảo đóng quân, rồi hợp với viện quân Vân Nam. Thế cuộc sẽ vì thế mà thay đổi. Đang suy nghĩ chưa biết cách nào, thì được thám báo, đã bắt được một tên lính truyền tin của giặc. Qua khai thác, Nguyễn Xí đã biết được tin Vương Thông chia thành hai cánh quân đánh úp quân Lê Triện. Một cánh dùng kỵ binh đánh vào phía sau quân Lê Triện, một cánh do Vương Thông chỉ huy vượt sông, đánh vào chính diện quân Lê Triện. Bọn chúng lấy pháo làm hiệu lệnh tiến quân, tạo thành thế gọng kềm đánh quân Lê Triện. Nguyễn Xí vốn thông minh xuất chúng, chàng đã tương kế tựu kế, dùng đúng kế sách của địch để phản đòn. Mở bản đồ trận địa, chàng đã nhìn ra địa điểm phá giặc, lấy một mũi tên cắm vào bản đồ, vị trí cắm mũi tên hiện rõ, thúc động chúc động. Nguyễn Xí gửi thư cho Lê Triện để phối hợp tác chiến, nhưng lần này, chàng không nói rõ sách lược với Lê Triện, vì e rằng Triện sẽ không bí mật làm lộ quân cơ. Trong thư, Xí chỉ ghi như sau. Sẵn sàng chiến đấu, khi thấy pháo hiệu lần một,
bí mật đưa quân về Tốt Đồng, không phô trương, phào hiệu lần hai, dòng trống xung phong. Quân Minh do Vương Thông chỉ huy, theo kế hoạch tiến đánh quân Lê Triện, để tiến tới Cao Bộ, nơi Lê Triện đóng quân, quân Minh phải vượt qua sông Bùi. Sông Bùi là một nhánh của sông Đáy, đến Thúc Động Chúc Động, rồi tiến vào Cao Bộ. Đinh Lễ theo kế hoạch, chỉ huy thủy quân dùng thuyền nhỏ núp vào đám lau sậy, chờ cho địch tiến sâu vào Thúc Động Chúc Động, pháo hiệu lần một, án binh bất động, khi có pháo hiệu lần hai, thì đánh vào hậu quân và chặn đường rút lui của quân Minh. Khi bố trí trận địa mai phục đã xong, xí cho người dùng pháo bắn lên trời. Quân Minh vì lấy pháo làm lệnh, tưởng thời cơ đã đến, nên cùng nhau tiến đến Cao Bộ. Vương Thông đưa quân vượt sông Bùi, tiến vào Thúc Động Chúc Động. Quân Lam Sơn vẫn im lặng án binh chờ thời cơ. Lê Triện từ Cao Bộ cũng bắt đầu bí mật hành quân về Thúc Động Chúc Động. Khi thấy quân giặc đã rơi vào trận địa mai phục, Nguyễn Xí cho bắn pháo hiệu lần hai. Nghĩa quân Lam Sơn do Xí chỉ huy dương cờ, đánh trống hò reo tấn công địch. Quân của Lê Triện cũng bắt đầu xung phong hò reo giết giặc. Quân Minh rối loạn, kinh hồn thất vía, quay đầu tháo chạy. Nhưng phía sau, quân của Đinh Lễ đã chờ sẵn, đánh cho chúng không còn manh giáp. Còn đội kỵ binh của quân Minh do Mã Kỳ chỉ huy, khi tiến vào Cao Bộ, thì chỉ còn lại doanh trại trống. Vì lúc này đoàn quân của Lê Triện đã hành quân xuống giáp công với quân Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Biết tin Vương Thông trúng mai phục, Mã Kỳ tức tốc đánh xuống cứu viện, nhưng không còn kịp nữa. Lúc này, nghĩa quân Lam Sơn của Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lê Triện, Đỗ Bí đã tạo thành một đội quân hùng mạnh, truy đánh quân Minh. Quân của Mã Kỳ cũng bị đánh tan tành. Quân khởi nghĩa Lam Sơn do Nguyễn Xí chỉ huy đã tiêu diệt hơn 5 vạn quân Minh, giết chết các tướng Trần Hiệp, Lý Lượng và bắt sống hơn 1 vạn quân Minh. Kết cục của trận Thúc Động Chúc Động, quân Nguyễn Xí thắng lớn, đã làm phá sản kế hoạch phản công của Vương Thông, đồng thời tạo ra lợi thế cho nghĩa quân Lam Sơn buộc quân Minh phải rút về Đông Quang cố thủ. Do mất rất nhiều vũ khí trong trận này, quân Minh buộc phải tìm cách chế tạo vũ khí. Vương Thông đã sai quân phá Chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh để làm hỏa khí. Trong khi đó, quân Lam Sơn có thêm rất nhiều vũ khí và đã tiếp thu thêm công nghệ chế tạo súng của quân Minh. Qua đó cho thấy tài năng xuất chúng của vị tướng trẻ Nguyễn Xí, một trong những hiện thân của ông Hoàng Mười.